em học thì được học thử dạng thử đấy á, thì các cái mô hình dạy như vậy thì em cũng muốn là trong tương lai thì mô hình của dự án SAUNAC này mở rộng ra cho các môn học khác để cho ứng dụng vào chương trình của em, thì em cảm nhận. Vâng, thưa thầy ạ, thực ra là cái lớp học này em cảm thấy thực sự rất là thú vị ạ, bởi vì là ở lớp học này thì chúng em có cơ hội là được, thứ nhất đó là được tiếp xúc với lại những cái bạn khác, được giao lưu với những cái bạn khác ạ, thì nó là một cái môi trường mới cho học sinh của mình, và thứ hai đó là học như này em cảm thấy rất là thú vị và chúng em có thể biết thêm được nhiều điều hơn, và vì thế em mong là trong tương lai là mô hình này sẽ được mở rộng, nhân rộng ra hơn nữa để cho tất cả những cái bạn sinh viên khác có thể có cơ hội được trải nghiệm giống như chúng em ngày hôm nay ạ. Dạ thưa thầy là sáng nay khi mà bọn em đã trải qua cái lớp demo này đấy ạ, thì em cảm thấy là cái buổi học ngày hôm nay rất là thú vị và rất là khác với so với những cái phương pháp mà trước đây bọn em đã được học ở trên trường, thì em cũng rất là hy vọng là sau này là cái phương pháp này có thể áp dụng được vào để giảng dạy cho bọn em để cho cái chất lượng nó sẽ tốt hơn ạ. Em nghĩ là như thế ạ. Dạ. Theo cái thân phận của mình đây, em thích nhất gì những cái hoạt động gì mà sáng nay em tham gia? Thưa thầy là cái hoạt động mà sáng nay em cảm thấy là xuất sắc nhất đó là hoạt động nhóm ấy ạ, hoạt động nhóm mà thầy giáo không giảng mà bọn em sẽ ngồi để bàn bạc lại với nhau và sau đó thầy giáo mới đưa ra đáp án lại ạ. Thì cái phương pháp đấy em nghĩ là rất là hữu ích đối với sinh viên của bọn em ạ. Dạ. Dạ. Những cái mô hình hay là những phương pháp giảng dạy này áp dụng cho trường mình hay không? Qua cái buổi học sáng nay thì em thấy em rất là thích, bởi vì là cái phương pháp dạy học thì nó không chỉ phụ thuộc quá nhiều giáo viên, nhưng mà trong có thể qua những cái công việc nhóm, rồi qua những cái giao tiếp thì em thấy là lấy được rất là nhiều kiến thức, và em cũng mong muốn cho tương lai là hoạt động này sẽ được mở rộng hơn nữa để cho nhiều bạn trải nghiệm cái cách học mới này. Thì sáng nay trường ngồi trong cái buổi sáng đấy thì có rất là nhiều hoạt động mà các thầy giáo đang hướng đến cho bọn em. Thì trong những hoạt động đó, những hoạt động nào mà em cảm thấy ấn tượng thích nhất? Em cảm thấy thích nhất là hoạt động nhóm, bởi vì là mỗi người thì từ mỗi nơi đến và mỗi người một cái sự khác nhau, nhưng mà mọi người đều dùng cái trí tưởng tượng cũng như là sáng tạo của mình để góp sức để tạo nên một cái bài thuyết trình thành công. Em cảm thấy rất thích cái việc đó. Em đang theo học ở cái khóa thứ 5 là sustainable environment, và em thấy là cái khóa học này nói về môi trường và bảo vệ môi trường, cho nên em cảm thấy rất là bổ ích. Và đối với một người như là học khóa khác khoa ngoại ngữ như em mà học về môi trường như này, em cảm thấy nó rất là thú vị, được mình được trải nghiệm như kiểu là cảm giác làm việc theo nhóm đấy, và cùng thảo luận và đưa đến các quý hiểu của mình. Sau kể cả sau này cũng muốn là dự án này sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn nữa. Như vậy sáng nay em ngồi tham dự cái lớp học demo đấy á, thì tất cả trong các cái hoạt động thì em thích cái hoạt động gì nhất, ấn tượng với em nhất? Đó là cái khoảng thời gian mà mình được trải nghiệm cái học về làm việc theo nhóm ấy. Tại vì như thế em cảm thấy là cái cách thức là hoạt động của mình nó rất là khoa học, mà nếu qua đó em cảm thấy là nếu như mình có một số các hoạt động nữa ấy, đấy mà khiến mọi người phải hoạt động và tập trung hơn một chút thì hoạt động sẽ thì cái dự án này sẽ rất là thú vị và thu hút rất nhiều người tham dự. Cảm ơn.